Chào anh Lâm. Ô Long. Dạ. Chào em. Dạ. Khỏe không em? Dạ em khỏe anh. Hôm nay có dịp em ghé thăm anh, với lại em cũng có chuyện muốn nhờ anh. Thật ra chuyện là em với bạn gái em với nhau được 3 năm á, thì cũng sắp tới ngày kỷ niệm 3 năm với nhau. Bây giờ em đang không biết là em nên tặng món quà gì đó nó ý nghĩa để mà lấy lòng bạn gái em, thì nhờ anh tư vấn. Wow. Em làm anh tưởng một chuyện gì rất là quan trọng và nghiêm trọng luôn. Cái chuyện mà nhờ tư vấn về trang sức đúng không? Sở trường của Kỳ Lân Luxury là sở trường của anh. Anh sẽ nhờ một bạn nữ xinh đẹp lấy cho em một cặp nhẫn mang ý nghĩa gắn kết giữa hai bạn lại. Và mẫu này rất đẹp, mà bạn nữ đem lên cũng rất dễ thương. Dạ. Ok em. Ok. Em ơi. Dạ em gửi anh. Wow. Sao? Sao im sao? Ôi. Nhìn nhẫn anh nhìn gì? Hay là không ấy em mua chiếc thêm tặng cho bạn ấy? Ôi vậy chết em anh ơi. Sao? Em có đồng ý nhận món quà từ anh Long đẹp trai này không? Dạ được vậy thì tốt quá. Dạ. Yeah. Sao vậy, em có đồng ý không? Em không dám anh ơi. Thôi vậy quay trở lại vấn đề chính đi nha. Đây là cặp nhẫn mà một trong những cặp nhẫn anh rất là thích, bởi vì cặp nhẫn này cả tâm huyết tinh hoa của thiết kế cũng như là đến lúc mà hoàn thiện sản phẩm. Mẫu này thì ở ngoài kia thì chắc chắn cũng có thể có một số mẫu tương tự, nhưng mà đây là sản phẩm cao cấp Luxury Kỳ Lân, được tinh hoa xử lý từng chi tiết một để được một cặp nhẫn mà đẹp như vậy. Em có thể lấy lên thử cho anh Long. Dạ. Mẫu nam à. Dạ, cho anh xin phép. Dạ. À xoay được nha em. Nó xoay được anh. Xoay. Lúc mà em bùng bùng không biết làm gì á, em xoay cho nó giải trí, relax cũng được. Hoặc là nhiều lúc mà giận hơn người đó em kiềm chế lại, em muốn làm gì người yêu em á, thì em nhớ lại là chiếc nhẫn này em xoay, em thay cơn giận nhá, em xoay nè, em cầm xoay nè. Ơi, hay... Không đùa thôi, nhẫn này xoay để vui giải trí. Cái kia là đùa thôi, vui thôi nha. Mà đeo đẹp, đặc biệt là với những cái tay mà có cái xương tay nó là chỗ đây à, cái tay nó to và trong nó nhỏ, thì mình đeo những cái chiếc nhẫn mà nhỏ nó sẽ bị nó không được, tức là nó chạy tới chạy luôn mà nó rộng. Yeah. Vô đây nó chặt à. Nên mà đối với những cái chiếc nhẫn mà bản to như thế này á, mình đưa vào tay á, thì nó sẽ là nó làm cho đều của tay nó nối lại giữa, kiểu như nó che cái phần lõm của cái phần nhỏ của cái phần trong cái xương tay, thì nó sẽ đều lại với con mắt xương, cả xương của cái tay nè. Em thấy ưng anh, kiểu cái này nó sẽ, em nghĩ sẽ lấy lòng bạn gái em. Ừ, ok em. Chúc em và bạn gái em trăm năm hạnh phúc, mọi điều như ý và luôn luôn thăng hoa trong tình yêu. Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều. Vì cái sản phẩm quá tuyệt vời. Ok. Dạ. Kỳ Lân Luxury, chuyên chế tác trang sức cao cấp luxury theo yêu cầu. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.